son mensajes muy fuertes. Ah, pero yo llamo a la técnica, no va a todo. Y moré. Te digo, está, pero mi marido me va a todo. Y lo que sea. Y el mamá aún no lo tiene. ¿Y eso ya me dio? Y ya está. ¿Tú vas a mí? ¿Tú vas a mí? ¿Tú vas a tay này giữ tiền thì kỹ mà xài hao lỗ may hao lắm, giữ thì kỹ nhất tiền mình làm ăn hay là tiền gì đưa vô mình là khó khăn, nhưng mà ra cái gọi là nó thì có may xài bằng máy xài cũng được, chỉ bị xài luôn rồi đi, xài xuống cái mỏ gì cũng xài. Cơ bàn tay này chơi với bạn rất là tự nghĩ mà gặp được phù hợp thì phải đúng rồi, không đúng sao mà tới đây chán dư đường tình duyên của mình từ trước giờ đó, trước khi mà chị gặp người chồng này chị cũng lận đận qua một người, sao mới tới người chồng này? Sao em không biết vậy? Em bảo mày là lo lắm. Cung của mình đào hoa lắm nha, ngay cả cái giờ có chồng vẫn có người thích nha, nhưng mà mình là một người mình mắc nghiệp vô người mình. Chị giống em đi chị. Em cũng đi chị, chị em phải ngày chết. Chị sao chị nói chị này nhiều, em chị nói em thích vậy. Tùy người, hiểu không? Nhìn vô cái cơ bàn tay không có gì để nói về chị phán con xui con chưa. Chị không nghĩ là người nào mà nhìn vô cái bàn tay có cái gì mới để chị nói. Có nhiều người cầm vô chị không nói con nào chị xăm con chị vẫn lấy tình mình. Là tại vì người ta không có cái gì để nói. Có nhiều người cái bàn tay không có đường chỉ nào mà cầm để nói mẹ gì vậy. Hiểu không? Giống như là không có cái gì để nói là chỉ phán dừng hai câu thôi vẫn làm lên ba đường chỉ rồi lấy 900 nhưng người mình có nhiều người cầm bàn tay lên nói 2 tiếng đồng hồ cũng lấy 900. Tại vì bàn tay người ta cuộc đời người ta có nhiều cái để nói. Còn có nhiều người không có gì để nói hết. Em có gì để nói. Quan trọng là để thay đổi thôi. Quan trọng tới đây đâu. Đồ, nếu mà nói đi co bói thì giờ bỏ 50 ngàn nghe kêu bà tới ngồi nó mà xàm mà láp cũng nghe chơi được vậy. Em khổ chứ chị không? Khổ không? Khổ. Khổ gì? Khổ đủ thứ. Xạo quá mày ơi. Cái khổ của nó là khổ so với nó thôi. Chứ so với người ta là cưng sướng hơn nhiều. Cưng khổ là sao chị nó hơi không ấy. Cơ bàn tay này nói thiệt với chị nha. Hơn người thì không hơn người mà ra đường giống như làm cha làm má người ta không. Chứ không có làm con người ta đâu. Mạng của chị với lớn hơn mẹ của chồng chị. Cao cơm. Bản tay chị thật sự nha. Không có con là thằng nào cầm 10 triệu. Chị ghét nhất là bị người ta ép thế chị. Em nói em coi chị giống như em đang nói với em. Dạ. Tại vì chị không khác gì em hết á. Hiểu không? Cùng một cái khuôn mặt bản tính giống nhau lắm. Cơ bản xác định là cái đó tao làm được đó. Hoặc là chị thích thằng nào giống tao ăn được thằng đó, đó là chị ăn được nó đó. Chị tiếp xúc mà với người 40-50 tuổi nha. Chị nói là chị lừa được nó đó là chị qua mặt được thằng đó đó. Thì tại vì tính chị giống tính em mà, thiệt sự. Em mà vô mà em nói thì kể cả người già mà 60 tuổi mà em nhắm người đó mà mất dạy với em không? Em nói là em chơi cho người đó chết là em chơi là người đó phải chết đó. Bà đi theo chánh đạo nha. Tại vì bà không có cho bà đi chứ nếu mà vô tà đạo chắc giờ bà thành quỷ. Ý là đi theo chánh đạo là con giống như chị là nửa chánh nửa tà nhưng mà con chị nó lo chị về bên chánh nó không có cho chị đi theo tà đạo ma giáo mù ngải hiểu không, chứ nếu mà chị vô đó chắc về chị thành quỷ luôn. Nguyện mà linh nhưng mà gỗ ai là có đừng gỗ người ta giống em ngày trước em muốn em nói người kia ta chết bắt hai lần nữa xong ta bị thiệt. Em về nhà em vẫn giỡn máy mà nó bạn ba chết còn ai ta chết tới giờ em còn sợ không? Giống như là mình không có ý nói gì mà người ta chết thì lần chị vẫn nói cho người ta hiểu chị bỏ qua
hai lần chị vẫn nói, nhưng mà tới lần thứ ba là chị đi chắp điếu chứ chị không chơi nữa. Lần chị thấy người ta chết chị vẫn đi chắp điếu người ta, nhưng mà chắc chắn chị không chơi với người ta nữa. Tánh chị không khác em một miếng, nhưng mà bản tánh này ngang vậy thôi, nhưng mà tình nghĩa chứ thương người cực cực kỳ nha kỳ, chị. cái đấy thì công nhận thì, nhưng Chị mà thương quan trọng người gì cực không kỳ ạ? luôn á. Nhầm khi mà chị ngồi đường chị thấy ăn xin đồ khổ khổ trong túi mà không biết tiền hay không, mà vẫn mà móc phải cho người ta 200 ngàn mà bà không cần mua tờ giấy số nào luôn. Thương người cực kỳ nha, con người sống tình nghĩa lắm. Nhưng mà cuộc đời chị giống em một câu là gì biết không? Biết điều gặp nhiều cái đắng, không có gặp may mắn đâu chị. Nhưng mà những người sinh năm 91 là nhớ nha, tay không có cầm tiền cho người ta được nha. Cho là mình không có làm ăn được đâu. Em bị hồi đó giờ luôn. Chị muốn cho tiền người ta là dù đang ngồi quán ăn là phải qua một cái tờ khăn giấy, hiểu không? Dù muốn cho người ta 20, bỏ cái tờ khăn giấy mình được, khăn giấy mình cho người ta, tay mình không có cầm tiền trực tiếp cho anh xin được, là về tự nhiên đường làm ăn của mình nó sẽ bị trục trặc, bị đứt. Nhớ má này cho được chị cho không được. Nó ví dụ như cưng ra đường cưng thấy người ta gì cầm 10 nghìn 20 bỏ vô cho người ta thì được, nhưng mà bàn tay bà này cho không được. Em mày với anh xin là tổ của mình. Cuộc đời bà á thiệt sự luôn, tiền không có khổ đâu. Hết rồi có, hết có mà tiền vô vô rất là nhiều nha. Cầm tiền lớn mà ra thôi cũng cũng thôi rồi. Chị nói chung là chị không khác gì em á. Em coi chị làm biếng giống như em đang nói về em vậy. Nhưng mà thật sự nói là bây giờ không biết chị giàu hay không, nhưng mà nếu nói về giàu chị chưa giàu đâu. Chưa đúng thời điểm của chị đâu. Khổ nửa đời người đi ha cưng. Sau 30 tuổi thì cuộc đời mới khác được. Giờ còn 2 năm nữa chứ nhiêu. Trong trong năm nay thì sao năm nay chị? Nói chung có đường tìm vô. Sao cái đô nhưng mà lấy xôi thì giống em. Người ta nói sao cái đô xui đúng không, mà tin em đi không có xui đâu. Dán nè, hết tháng 2 bắt đầu bước vô tháng 3 là lục đục nguyên tháng 3. Nhưng mà qua được tháng 3 thì tốt. Tháng 9 năm lịch 10 ngày cuối tháng. Tin em đi. Năm nay tình cảm không được tốt lắm, nghĩa là vợ chồng cũng được vui vẻ không bà, nhưng mà tiền thì có. Em không biết chị đi coi thầy bói thầy ngải gì không biết nha, có thể người ta sẽ nói chị sao cái đô là xui. Thường thường chị nghe đi, con trai sao thái bạc, con gái sao cái đô là rất là xui, nhưng mà mình năm nay cái đô chị coi nó đúng không, từ giờ tới cuối năm tiền vô rất là nhiều, không phải là vô khoảng lớn mà cứ lĩnh thu hoài để ý đi. Mà số chị hết tiền là có, hết tiền là có, nhưng mà chưa có giữ tiền được. Con xấu hay xấu hơn, không phải là xấu mà là thiếu, không có luôn, nó bị thiếu chứ không phải là xấu. Người ta em hơn thì cái là ta em cũng nóng rồi chị ha, ngon không? Chiếp chiếp cho cô ngó cái này chiếp bên đây, bà lóng này kiếm luôn không ngó luôn, bà cũng lóng được chắc bà ngồi với tôi luôn. Em hỏi thì chị kiếm trong lòng bàn tay chị cái đường sinh mệnh cho em coi đi chị, đường này nè bà kiếm, mà bà kiếm coi ở đâu mà mờ mà có đâu mà mờ, đứa tay kia coi nhìn vậy thì có thấy nè, thấy đâu bên này có nè, thấy không? Rồi bà nhìn bên này một kiếm thôi, mà tay này là tay bà, tay chồng bà nè. Cuộc đời chị nếu mà còn ở Việt Nam này thì thật sự em tiếc cho chị. Nếu như sau 33 tuổi còn ở Việt Nam thì chỉ là khá thôi, hiểu không? Giàu là phải hơn nước ngoài, chị hiểu không? Nếu như em tay em coi chị mà chị coi thì có đúng không nha? Sau này đường đi sau 33 tuổi mà chị đang sống ở bên nước ngoài á thì chị là giàu. Còn nếu ở Việt Nam không biết chị thấy, nếu mà ở Việt Nam chị đi xe hơi cũng chưa có thì em chưa phải gọi là giàu. Đúng rồi. Em chỉ tự nhìn em thấy là khá.
hiểu không? Nếu mà sau 33 tuổi chị ở Việt Nam chị đi xe hơi chị cầm tiền tỷ nhưng mà chị thấy chị giàu đúng không? Em thấy chị chỉ là khá thôi, chị bước qua nước ngoài chị còn hơn con số chị đang có tiền này, hiểu không? Có thể là nhiều khi giờ ví dụ như chị đang đi xe hơi thì chị đang có nhà lầu có tiền tỷ rồi, em coi vậy nhiều khi chị nói là em coi không đúng, tại vì chị thấy chị giàu rồi chứ không phải chị cầm tiền tỷ chị đi xe hơi rồi. Nhưng mà với em chưa phải gọi là giàu đâu, tại vì khi chị bước chân nước ngoài chị sinh sống bên đó chị còn gấp 5 lần cái chị đang có gì nè. Đối với em cái đó mới gọi là giàu. Còn ở Việt Nam mà mình đi xe hơi giờ là bình thường đó, đi xe hơi mà nhà lầu cầm chừng 5-7 tỷ trong tay, không biết chị có gọi là giàu không, chứ với em chỉ thấy là khá rồi. Tầm giàu của em là phải hơn đó, em mới chịu chứ cỡ gì đó không phải gọi là giàu. Gió mà ở đây nó ẹo hoài luôn. Em đem đi bệnh viện chưa? Im họng cho bé uống nước đi. Mấy tuổi rồi? Có mới thôi thôi. Em mua nước dừa cho uống. Tại vì trong nước dừa nó có mấy cái chất làm cho em bé nó hết bị im họng á. Bạn ta chị nói thiệt đừng buồn nha. Cái người chồng của chị á là cái người đó phải cao số sống đời với chị, hiểu không? Tại vì cơ cái đường tình duyên của chị nha, những người mà không cao số hoặc là những tiểu nhân muốn sống gần chị khó đó. Để ý thử đi, giờ mà chơi bạn đó, người bạn đó mà chơi 15 năm đúng không, người đó tự nhiên đang chơi với mình mà cái năm 15 người ta có một cái ý nghĩ xấu gì mà ví dụ như 14 năm ngoài thôi. Em hỏi thêm gì chị không biết nữa. Băng qua đó hỏi cho em bé uống nước dừa được tốt lắm á, tại vì nó có nhiều chất lắm, nó làm cho em bé hết viêm họng không sao đâu. Còn nếu như mà cái người đó không cao số là không có đi đường đời với chị thôi, thật sự nói được buồn coi sao thế sao mới vậy, chứ không có nói cho chị vui được. Kể cả giờ vợ chồng chị đang thuận hoài cũng không có nói cho chị vui được, nói để chị biết. Người đàn ông mà sống chung với chị, người đó phải giỏi hơn chị là một, kiếm ra tiền hơn chị là hai mới đi đường đời với chị. Em tới giờ chưa có chồng tại vì em chưa kiếm được ai hơn. Nói gì là chị hiểu không? Thật sự mà mạng của chị là lớn lắm nha chị, giác quan linh tính của chị ghê lắm luôn á. Để ý thôi đi, nghĩ cái gì là có cái đó. Cái người nào chơi với chị, ví dụ người ta chơi 14 năm nghĩ là bạn thân rồi đúng không, tới năm thứ 15 tự nhiên đột nhiên người ta lại nghĩ con A này tự nhiên lúc này nó kỳ hay gì chị đấy đi, tự nhiên chờ xui đức khiến sao có chuyện chị người đó đứt luôn, không chơi được. Những người tiểu nhân ở gần chị không có được. Năm mà chị 23, 24, 25 trong 3 năm đó chị ngồi chị nhớ giùm em, chị có gặp một cái biến cố gì lớn 3, 4, 5 3 năm đó em cũng chính xác được năm này, nhưng mà có gặp một cái chuyện gì đó lớn, ý là nó liên quan, nó làm cho mình bị giống như là nguy hiểm á. Nhưng mà cái thời gian đó là giống như kiểu chị bị người ta hạ đẩy ra. Cô ơi, ui trời, thấy rồi. Hết hồn mất vía. Nhưng mà 3 năm đó gặp cái biến cố đó mà người ta không hại được chị là suốt cuộc đời chị không ai hại được chị. Nhớ thử, em không có chính xác được chuyện gì em thấy được. 25 có gặp một cái gì giống như kiểu người ta hại gì được làm ăn hay là cái gì đó. Hại thì vui hại đó. Nhưng mà nó 3 năm đó là bị nặng lắm, hiểu không? Hại mà hại nặng á. Cái gì vậy mấy mày? Ra khỏi đây thôi nha, đừng đưa bàn tay của chị ra coi nha. Không, ai cũng vậy. Tự gì? Trong vòng 3 ngày, 7 ngày được cho người ta coi, sau 1 tuần có thể cho người ta coi. Nhưng mà nếu như nó về nó khởi sắc thì tốt nhất đừng nên cho người ta coi. Bất lập luôn. Người ta muốn thì chị có thể kêu người ta là người tới đây làm hay sao đó. Người ta nắm tay em không? Thôi ơi, nó là chịu được mà. Bà này bà nó quá nhé không cưng chứ chị nghĩ bà này không cưng. Cũng nhé thường rồi. Cũng nhé. Em sợ lắm, giờ nhớ thấy còn sợ. Hôm bữa đó, em đi cô Thắng cô Thảo. Em thầm luôn vậy. Xong rồi chị em ngồi đi đâu đó chị. Hiểu không? Bà hiểu không?
em còn chưa hiểu nữa. Ý là không hiểu tại sao mà mình ngồi vậy nè, ngồi làm cho người ta vậy là không có hiểu. Tự nhiên luôn á chị, không biết, nói chung là không biết luôn. Từ trước giờ từ nhỏ đến lớn chỉ là kiểu là cao số, nói chuyện bình minh này nọ là thôi, hay phán người ta là có thôi, nhưng mà chưa có biết tới mấy cái máy xong là chưa bao giờ cầm tới luôn. Tại vì đó thì nó biết cái gì không, giỏi kiếm tiền nên mà không phải về cái này, về những cái mảnh khác. Mà hồi nãy bước vô là bà nói đúng không, bà nói là chị còn nhát hơn cưng đúng không, bà có nói không? Nếu mà em là cô bói em sẽ nói là bà này nhìn vậy chứ nhát lắm, nhưng mà tại sao mà em chưa xong mà em mới nói là nhìn vậy thôi chứ ghen hơn đây đúng không? Vậy chị mới gọi mày, mới gọi chị là bằng chị đúng không? Khác nhau chỗ nào vậy? Bà này là đánh tâm lý người ta chị hiểu không? Nhưng mà em nhìn được tại vì tánh mà không khác gì em đâu. Nãy bước vô ngồi thì đó tâm lý, hỏi chị tao chị... Không, em không đánh tâm lý chị, em nhìn theo được chỉ tay chị coi được không, đúng không thiệt. Em không có chơi đánh tâm lý. Tại vì thật sự nha, ngồi nói nhiều cũng như nói tiền, mà nói ít cũng như nói tiền. Nếu mà như người ta như em nói vậy con cũng lấy chị này 900. Mà nãy giờ ngồi nói nửa tiếng đồng hồ cũng lấy có 900 nghìn bạc cũng vậy. Đúng không, mắc gì không nói nhanh để lấy tiền người ta. Mà tại vì nhìn người, người sao sao lắm mới nói. Nhỏ này nó nói nó khổ hơn chị, nhưng thật sự nha, nó vô tôi nó suy nghĩ hơn chị. Đúng rồi, vẫn mình vẫn nói mà. Rồi em suy nghĩ lắm á, đắt khổ quá. Mình nghĩ hôm nay ăn cái gì, hôm nay làm cái gì cũng suy nghĩ. Mình đừng có tự nói mình khổ, không có được nói buồn. Chán chị có nghe câu tiền nó định tiền chưa? Từ khi thầy em nói với em xong, hồi đó em chuyên gia luôn. Mà buồn quá chán. Từ khi thầy em nói với em xong, bây giờ từ cái miệng em mà chị nghe cái câu mà buồn quá, chán quá, khổ quá là không bao giờ em hết nói luôn. Tại biết không, cái tướng đi ra ngoài nói khổ quá chín. Chị biết sao? Cho nên nói ra đâu được. Cho nên thôi khỏi khổ đi má. Đâu nói đâu bà. Ờ, vậy đó. Tướng của mình là tướng phú quý. Ừ. Giờ mà trong tướng là không có tiền nói, tiền người ta cũng không có tin đâu. Đâu. Kêu chứ, trời mình sợ tao bay ra mình nắm chị á. Bạn tính chị giống em cái gì nè, nói sĩ diện thì không có chịu đâu. Đúng không? Dù người ta nói là tính này sĩ diện đâu, không chịu, nhưng mà thực sự rất là sĩ diện. Nhưng mà người ta nói sĩ diện với mẹ luôn, nhiều khi đó với mẹ. Em là tính em là gì nè, dù gì em có 50 triệu trong người đúng không? Là không có tiền đâu, chỉ có 50 triệu không ra đường là giá hết cuộc 50 triệu ra luôn. Vẫn thích là người ta nhìn vô mình là hơn rồi. Em tính em vậy á. Không, nhưng mà tự ái lắm nha. Chơi với bạn ai thích cái gì cái đi rồi về làm cho thấy. Để ý tấm ba người đi coi đúng không? Hôm nay chơi lên biết. Thấy em thấy là đúng rồi, 90%. Con này kiếm tiền cũng bằng con này. Con này làm chơi làm thiệt, nhưng mà để ý cái gì làm thiệt đúng không em? Giống như em muốn làm cái gì thì em ra nói cho con làm chơi, em muốn dẫn làm thiệt. Vậy thì tại vì em bị mấy lần. Mình tự mình thấy mấy lần. Đây là số điện thoại của Hôn. Những bạn nào muốn thì có thể liên hệ với số điện thoại này để đến đây cải vận. Đây là địa chỉ.